Vâng, xuân đã tràn ngập khắp mọi nơi, từ những thông tin mà chúng tôi đưa hay là trên khắp các mặt báo. Nhưng mà có một cách để nhận ra mùa xuân đơn giản lắm, đó là nhìn vào những sắc hoa, nhìn vào những bông hoa đang hé nở khắp mọi nơi. Ở mỗi vùng miền, mỗi sắc hoa sẽ tượng trưng cho một ngày Tết khác nhau. Với tôi thì ngày Tết, sắc hoa của tôi đó là bông cúc vạn thọ, đó là bông mai. Còn với anh Thắng? Tôi tự nhiên năm nay thì tôi vẫn lại thích hoa đào hơn. Tôi có cảm giác như là mình đã bị Hà Nội nhiều hơn rồi. Mà nói cho vui thôi. Còn bây giờ thì vùng miền là một thứ gì đó không quan trọng, bay ra bay vô cũng dễ dàng. Dạ. Đó, nhưng mà tôi vẫn có cảm giác là tôi thích hoa đào hơn năm nay. Dạ vâng, còn em thì vẫn nhung nhớ một chút xíu hoa mai. Hoa mai là một trong những hoa đặc trưng ở phương Nam. Và bây giờ thì hoa mai hay là hoa đào thì cũng được bày bán khắp hình chữ S đúng không ạ? Và tôi cũng thấy vậy. Ví dụ như là nó làm như là nó làm tôn lên cái không khí Tết. Nhìn bông vạn thọ bừng sắc xuân, rồi hoa đào, hoa mai cũng bừng sắc xuân như vậy. Chúng ta có thể thấy là có những loại hoa nó chỉ đặc biệt bởi vì là đúng cái thời điểm đó, nó giống như là một cái sứ giả chở xuân về. Nghe rất là lãng mạn đúng không? Đó là từ dùng của phóng viên Thanh Giang và Tú Anh của chúng tôi, và sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn câu chuyện về những sứ giả chở xuân về, đó chính là những đóa hoa. Và năm nay có vẻ như là mọi người thịnh cái hoa tuyết mai ấy, thì mình cũng đang quyết định chọn thêm một chút, kiểu như là nó rất là mong manh nhưng mà nó lại sức sống của nó cảm giác như là rất là mạnh mẽ so với các hoa khác bởi vì nó tươi rất là lâu. Như mọi năm thì mình cũng có sử dụng hoa mình hay chơi, ví dụ như là hoa tuyết mai. Thì tuyết mai những năm gần đây là một loài hoa mà rất là được nhiều người sử dụng trong các dịp Tết ấy. Nó thanh tao và trông mình nhã nhặn, thấy nó cũng hay hay để thích hợp chơi trong dịp Tết này. Theo lời của các tiểu thương, giá hoa năm nay vẫn bình ổn so với năm ngoái, tuy nhiên sức tiêu thụ có phần đã giảm. Giá cả thì tùy, nó có mấy loại ạ. Nó có loại tuyết mai rừng, loại tuyết mai vườn.
giá thì dao động từ 200-250. Nói chung là năm nay thì nó cũng do cái dịch nên thành ra nó cũng kém hơn mọi năm. Thì năm nay là người ta chọn cái hoa dơn màu hồng và màu đỏ rất là nhiều, mà cái giá của nó rơi vào tầm 120-140 một bó. Cùng với những chậu cúc, chậu đỗ quyên thì hoa trạng nguyên đỏ cũng được nhiều người yêu thích. Ngày xuân, những bông hoa đa dạng về màu sắc, chủng loại chính là biểu tượng đẹp đẽ nhất của mùa xuân, khởi đầu của một năm tràn trề nhựa sống. Có một bình hoa trưng Tết trong nhà sẽ mang nhiều ý nghĩa và may mắn cho gia chủ. Một mùa xuân mới đã đến thật gần, bởi muôn hoa khoe sắc chở mùa xuân về. Người người, nhà nhà đang chuẩn bị vui xuân, đón Tết nhẹ nhàng, ấm cúng và an lành.